Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Như thường lệ cứ mỗi cuối tuần hoặc đầu tuần và một ngày không xác định, tôi sẽ xin phép quý vị khán giả cho nghỉ nửa ngày để mà giải tỏa. Thú thật các sếp thông cảm, dù sao kênh cũng chỉ có một mình tôi làm. Nếu không có sự nghỉ ngơi thì làm sao có thể phân tích và bình luận cho các sếp nghe mượt được. Một lần nữa cho phép chủ kênh được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các quý vị khán giả đã yêu mến, theo dõi và ủng hộ kênh. Nhân tiện nếu sếp nào có thừa tiền lẻ không tiêu đến thì có thể ủng hộ cho kênh theo địa chỉ góc phía dưới bên phải màn hình. Chỉ cần 5 hay 10 nghìn của các sếp mỗi tháng có thể giúp cho chủ kênh không cần phải quan tâm tới anh Bì, anh ấy bóp tương tác nữa. Màn xin sỏ tới đây coi như sau. Chúng ta bắt đầu tới với video tổng hợp tiêu điểm những sự kiện nóng bỏng nhất diễn ra trong tuần qua. Đầu tiên, chúng ta cập nhật một chút về tình hình của Ukraine. Có thể nói vào lúc này, mọi khó khăn đang đổ dồn về chế độ kép một trận bão tuyết khổng lồ đã càn quét qua Ukraine bao gồm cả Nga, trong đó điển hình nhất có khu vực Krum. Trên Reuters đã có một bài viết với tiêu đề Zelensky ca ngợi người Ukraine vì trận chiến với cả Nga và cả thời tiết. Tiếp đó, tờ báo dẫn lại bài phát biểu thường ngày của Tổng thống Ngon trên kênh chính thức của mình như sau. Ngày này, một phần đáng kể của Ukraine đang phải hứng chịu điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Chúng ta phải đặc biệt biết ơn tới những người bảo vệ đất nước của chúng ta và thực hiện các hoạt động tấn công trong điều kiện khắc nghiệt như vậy. Ở các hướng Donetsk và Kubien, Biển, giao tranh ngác liệt, không ngừng nghỉ dù chỉ trong một giờ các chiến binh của chúng ta đang tiếp tục giữ vững vị trí của mình ở phía nam ở các vùng Zaporozhia và Kherson. Tôi biết ơn tất cả những người đã phản ứng đúng đắn trước các cuộc tấn công khủng bố của Nga và những người đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga hiện nay trong điều kiện thời tiết như vậy. Vâng, Ukraine không chỉ phải đối phó với Nga bây giờ mà họ còn phải chiến đấu với cả thời tiết. Lúc này, cả phía Nga và Ukraine đang phải hứng chịu những cơn bão tuyết vô cùng lớn kết hợp với việc thời tiết đã xuống dưới âm hàng chục độ. Tất cả mọi thứ hầu như đều đã đồng bằng. Điều mà Ukraine lo lắng lúc này không phải là có bao nhiêu khí tài tiếp tục được viện trợ mà là họ có đủ năng lượng để sử dụng trong mùa đông hay không. Về mặt lý thuyết thì người Nga cũng đang phải hứng chịu những điều tương tự giống như ở Ukraine Tuy nhiên Nga lại là quốc gia chưa bao giờ thiếu năng lượng và điện cả Trong khi đó Ukraine không được cung cấp những thứ vũ khí có thể phá hủy các hệ thống năng lượng của Nga Và họ cũng chưa chắc được phương Tây cho phép làm điều đó Ở diễn biến ngược lại rất có thể trong vài ngày nữa, Nga sẽ thực hiện những cuộc tấn công bao gồm cả tên lửa hành trình cũng như máy bay không người lái để tập kích vào một số cơ sở năng lượng quan trọng của Ukraine. Chiến thuật này vừa hiệu quả. Trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt như ở đây, nên nhớ rằng vào thời điểm này năm ngoái, Ukraine cũng đã hứng chịu hàng loạt những đợt mất điện trên diện rộng do những cuộc không kích của Nga. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, chế độ Kiev nhận được rất nhiều sự viện trợ tới từ phương Tây, thế nên họ mới có thể vượt qua mùa đông khắc nghiệt của năm ngoái. Nhưng Câu chuyện của bây giờ thì lại rất khác. Như các bạn đã biết, cả Mỹ và Liên minh châu hiện giờ đang tạm thời dừng các gói viện trợ mới cho chế độ Kiev. Vậy nên, tôi có thể khẳng định rằng đây sẽ là một mùa đông khó khăn nhất của Ukraine trong cuộc chiến chống Nga suốt 2 năm qua. Sự đau đầu của Ukraine là thiếu các gói hàng viện trợ mới từ phương Tây. Nhưng, ngay cả khi có những gói hàng viện trợ, thì việc vận chuyển tới Ukraine cũng đang là một bài toán nan giải vì tuyến đường chính vận chuyển các gói viện trợ phải qua biên giới của Ba Lan. Và tính tới thời điểm này, gần một tháng trôi qua, biên giới của Ba Lan với Ukraine vẫn đang bị những người dân Ba Lan phong tỏa. Có nghĩa là mọi xe container, hàng hóa cứu trợ cho chế độ kép đều vẫn đang nằm chết dí ở đây trong gần một tháng qua. Thị trường thành phố Lviv phía tây Ukraine, khu vực chịu trách nhiệm chính nhận các gói hàng của phương Tây qua Ba Lan đã phải thốt lên rằng những người bạn Ba Lan của chúng tôi nên quay trở lại với thực tế. Sự đóng góp to lớn của Ba Lan cho Ukraine trong bối cảnh xung đột với cả Nga đang bị bao phủ bởi những phần tử không tử tế bên lẻ, những người đang ngăn chặn nguồn cung cấp nhân đạo cho một quốc gia đang bảo vệ nền độc lập và an ninh của cả châu Âu. Liệu những người Ba Lan có đủ can đảm, ý chí chính trị và các công cụ dân sự để chấm dứt cuộc phong tỏa đáng hộ thẹn này đối với Ukraine hay không? Cái giá mà chúng tôi đang phải trả là quá cao. Theo một báo cáo của cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, có khoảng 3.700 xe tải của Ukraine vẫn đang bị mắc kẹt giữa cửa khẩu biên giới của Ba Lan do bị người dân chặn lại, khiến chúng không thể nhập cảnh được Ukraine. Tính tới lúc này, Kiev đã thiệt hại khoảng 500 triệu đô la do các lệnh phong tỏa. Quốc hội Ukraine nói rằng hàng hóa đa phần là các thiết bị quân sự mà lực lượng Kiev yêu cầu như máy bay không người lái, máy ảnh nhiệt, lương thực, thực phẩm, thuốc men cũng như các khí tải khác. Rõ ràng đây là một lợi thế kép cho những người Nga Họ vừa có thời tiết ủng hộ Và một khi trời càng lạnh hơn Thì những nhu cầu thiết yếu của người dân cũng như quân đội sẽ rất cần Phải được đưa đến kịp thời Nhưng các bạn biết rồi đấy Ukraine bây giờ hầu hết có sản xuất được cái gì đâu Tất cả đều trông chờ vào hàng viện trợ của phương Tây Mà bây giờ nó còn đang ở biên giới của Ba Lan Chứ chưa đi được đâu hết Lúc này tôi nghĩ Tổng thống Zelensky chỉ biết than trời trách đất rằng thời tiết đã ủng hộ Nga chứ còn làm được gì khác. Tuy nhiên việc những người dân Ba Lan phong tỏa những xe chở hàng của Ukraine ở biên giới của mình cũng không phải là không có nguyên cớ được biết rằng từ những ngày đầu tiên nga tấn công ukraine thì ba lan là một trong những quốc gia của nato đứng ra kêu gọi viện trợ cho chế độ kiev nhiều nhất ừ, hãy xem những đồng tiền thuế của công dân ba lan và công dân eu đang được chế độ kiev sử dụng ra sao cảnh quay do một người dân ba lan ghi lại toàn xe container chở hàng hóa qua ukraine đang bị giam giữ ở ba lan hầu hết toàn là siêu xe một câu hỏi đơn giản mà chúng ta phải nảy số trong đầu rằng Những chiếc siêu xe và xe hạng sang này thì có giúp ích được gì cho chế độ Kiev chống Nga Nên nhớ rằng Ukraine là một quốc gia đang trong chiến tranh Và họ đã thực hiện một lệnh huy động toàn dân Vậy nên những gói hàng viện trợ cần thiết nhất lên là thực phẩm, lương thực, thuốc men và các khí tài quân sự Nhưng không, hàng chục tỷ đô la mà phương Tây viện trợ cho chế độ Kiev có một phần không nhỏ được họ mua xe sàng và siêu xe. Nhưng là mua cho ai? khi mà đất nước đang có chiến tranh, khi mà đồng tiền thì đang bị lạm phát, khi mà tất cả đều trông chờ vào viện trợ của phương Tây. Số xe sàng hay siêu xe này, chẳng lẽ họ lái ra chiến trường Zaporozhia hay Kherson, Luhansk và Donetsk để cho những binh sĩ của Nga ghen tị, sau đó đầu hàng, trở về bên chế độ Kiev? Không. Những lô siêu xe này, nó sẽ được con cháu của các quan chức Kiev mua về sử dụng. Bởi vì cũng chỉ có họ mới có thể cho phép những lô hàng này nhập khẩu vào Ukraine. Vâng, họ đang dùng máu của các công dân mình để tham nhũng tiền viện trợ của phương Tây. Nào, chúng ta hãy nghe các công dân của thế giới nói gì sau khi nhìn những chiếc siêu xe đang chờ để tới biên giới Ukraine. À? Một tài khoản tên là Batech Tách đã vào bình luận như sau. Tôi xác nhận điều này. Vì tôi đến từ Bà Lan, hàng ngày tôi đi qua những chiếc xe đầu kéo chở đầy những ô tô sang trọng trên đường cao tốc A4, tuyến đường chính từ Đức đến Ukraine. Bà Lan giúp đỡ Ukraine rất nhiều về mặt tài chính, nhưng viện trợ không đến được với những người cần giúp đỡ mà nó lọt vào túi của những kẻ đầu sỏ. Trong khi đó, một tài khoản khác tên là Sen cũng vào bình luận như sau. Cảnh tượng này tương tự cách đây 4 tháng ở Slovenia, tại một trạm xăng cạnh đường cao tốc, 8 xe tải biển Ukraine chất đầy các loại xe hạng sàng, có lẽ không có chiếc xe nào rẻ hơn 100.000 euro. Trong khi đó, một tài khoản tên là PE đã vào bình luận như sau. Chả, châu Âu không có ngành công nghiệp quốc phòng nhưng vẫn sản xuất ra những chiếc xe hơi sang trọng, tuyệt vời nên điều đó là rất hợp lý. Ít nhật, chúng ta cũng biết phe thống trị ở Ukraine đã làm gì với hàng tỷ đô la mà họ được trao từ chúng ta. Được rồi, nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ. Thôi thì EU nhiều tiền, các công dân của Liên minh châu nhiều tiền, thì cứ tiếp tục viện trợ cho chế độ kép để họ mua siêu xe, Bentley hay Porsche đưa ra tiền tuyến cho những người Nga ghen tị. Nhìn như thế này mà rất nhiều bạn có thể nói rằng Ukraine sẽ có thể chiến thắng. Xin lỗi, đây không phải là một cuộc chiến của toàn dân. Nó không giống như cuộc chiến Việt Nam chúng ta năm xưa. Sự so sánh này là vô cùng khập khiễng, nhưng nó hoàn toàn chính xác khi so sánh với Việt Nam cộng hành năm xưa. Còn tiền, còn bạc, còn chiến đấu. Hết tiền, hết bạc, tìm máy bay đủ. Có lẽ thời điểm của Ukraine cũng đang sắp tới. Trong một cuộc phỏng vấn trước truyền thông vào ngày hôm qua, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã phát biểu như tát vào mặt EU rằng Chiến lược của phương Tây trong cuộc chiến tại Ukraine là gì? Tôi đang đơn giản hóa nó một chút. Nhưng đây là sự thật, chiến lược của phương Tây là người Ukraine sẽ chiến đấu và giành chiến thắng ở tiền tuyến, người Nga sẽ thua và sự mất mát đó sẽ tạo ra một sự thay đổi chính trị ở Moscow. Đây chính là chiến lược, phương Tây tài trợ, người Ukraine chiến đấu cho tới chết. Tuy nhiên, tình hình hiện tại rõ ràng là người Ukraine sẽ không thể giành chiến thắng được ở trên tuyển tuyến, không có giải pháp nào trên chiến trường vào lúc này, người Nga sẽ không thua và cũng chẳng có sự thay đổi nào về tình hình chính trị ở Moscow. Đây là một thực tế, châu Âu cần phải chuyển ngay sang kế hoạch khác. Nhưng hiện tại, ở EU chẳng hề có kế hoạch nào khác cả ngoài việc tiếp tục bơm tiền chống Nga trong vô vọng. Được rồi. Ở EU thì tôi đánh giá cao nhất là Hungary Những người có chính kiến của mình Họ không phải dạng ăn theo nói leo Giống như giới tinh tướng cầm đầu của EU Những người mà vừa ban bố gói trừng phạt Thứ 12 của Liên minh châu áp đặt lên Nga Đã khiến cho chính cái tổ chức này Trở thành một cái chợ vỡ được biết rằng, sau gói trừng phạt thứ 12, rất nhiều các thành viên của EU tỏ ra bức xúc. Họ không biết rằng đây là gói trừng phạt Nga hay là gói trừng phạt chính các công ty và doanh nghiệp của châu Âu nữa. Có một điểm đáng chú ý trong gói trừng phạt thứ 12 này, đó là Liên minh Châu. Nhằm muốn giảm tối thiểu nguồn thu của Nga, họ đã bắt tất cả các quốc gia của Liên minh Châu có làm ăn với Nga ở các mặt hàng chủ đạo như năng lượng, hóa chất, thiết bị bán dẫn, linh kiện điện tử phải bắt buộc ký vào một quỹ có nghĩa là muốn làm ăn buôn bán gì thì trước mắt là phải đem đủ số tiền ném vào trong cái quỹ đó đã và sau đó eu sẽ xác nhận xem các công ty trên có vi phạm các quyết định của eu khi làm ăn với nga hay không nếu vi phạm thì số tiền này hoàn toàn sẽ bị thu giữ về mặt bản chất đây là một hình thức để trừng phạt bên thứ ba khi làm ăn với nga nhưng chẳng phải hình thức này đang trừng phạt chính các công ty của châu âu hay sao khi mà các công ty ở các quốc gia khác eu sẽ không có quyền để mà xét xử như vậy điểm đáng lưu ý là quỹ này mang tên gọi quỹ ủy thác của ukraine như vậy chúng ta có thể hiểu rằng giới tinh hoa nhầm giới tinh tướng của liên minh châu đang tìm cách để thịt chính các quốc gia trong liên minh của mình để có tiền mà bơm cho chế độ kép chống nga tiếp rất nhiều các quốc gia của eu khó chịu về lệnh trừng phạt này nhưng họ chỉ dám yêu cầu ẩn danh khi trả lời bloomberg một trong những tờ báo kinh tế lớn nhất của mỹ lý giải về sự khó chịu các quốc gia giấu tên của liên minh châu nói với tờ báo rằng Hành động của gói trừng phạt thứ 12 này rõ ràng vi phạm tính pháp lý và gây ảnh hưởng trực tiếp tới tất cả các công ty của Liên minh châu. Nói một cách đơn giản, lệnh trừng phạt này chỉ áp đặt cho các công ty của EU, nó làm giảm tính cạnh tranh của châu Âu với các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc. Nếu những người Nga không thể mua được hàng hóa từ châu Âu thì họ có thể mua hàng hóa từ Trung Quốc và Ấn Độ bất chấp các lệnh trừng phạt của EU. Chưa dừng lại ở đó, việc ký quỹ này không gây ra bất kỳ một ảnh hưởng nào cho những người Nga bởi vì tiền ký quỹ sẽ do các công ty của Liên minh châu chi trả. Và trong trường hợp xảy ra các vấn đề vi phạm thì EU sẽ chỉ tịch thu tiền được của EU và sau đó mang nó viện trợ cho Kiev. Cuối cùng, nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ có châu Âu là chịu thiệt, các doanh nghiệp của châu Âu chịu thiệt, chứ những người Nga thì chẳng làm sao. Được rồi, theo tôi, chiêu này giới tinh tướng cầm đầu của EU rõ ràng là học từ những người Mỹ. Cái gì nuôi lớn mà chả phải thịt, mà thịt ngon nhất thì không gì khác ngoài thịt đồng minh. Trên đây là những tin tức mới nhất về tình hình Ukraine và EU. Bây giờ chúng ta chuyển qua một số nguồn tin tôi mới nhận được về các vấn đề trên giải Gaza. Như chúng ta đã biết, cách đây một tuần lực lượng Houthi của Yemen đã thu giữ một tàu mang yếu tố Israel trên biển đỏ. Một báo cáo mới nhất vào ngày hôm nay cũng đã cho biết lực lượng Houthi của Yemen đã thu giữ thêm hai tàu khác mang yếu tố của Israel, nâng tổng số con tàu bị thu giữ lên là ba tàu. Được biết rằng một trong số những con tàu bị thu giữ chờ đầy dầu thô. Rõ ràng, người hầu thì đang giá một đòn kinh tế vô cùng mạnh mẽ vào israel và mỹ đáng tiếc nếu những hành động này có sự tham gia của ả rập saudi và jordan nó có thể gây ra một thiệt hại kinh tế vô cùng to lớn cho phương tây ngăn chặn tuyến đường giao thương lớn nhất giữa khu vực châu á và châu âu tuy nhiên bất kể không có sự đoàn kết của khối trung đông thì những người houthi của yemen nếu vẫn tiếp tục hành động ngăn chặn mọi con tàu ra vào khu vực biển đỏ thì chắc chắn nó sẽ gây ra một thiệt hại vô cùng to lớn cho israel thiệt hại như thế nào ừ lúc đó giá bảo hiểm tàu biển chắc chắn sẽ tăng vọt và theo một ước tính israel có thể thiệt hại vài tỷ đô la đây là chúng ta còn chưa tính những con tàu chở hàng bị thu giữ trong đó có rất nhiều hàng hóa giá trị mỹ chắc chắn sẽ không vui với điều này nhưng chúng ta hãy xem họ có thể làm gì được lực lượng houthi của yemen hẳn các bạn còn nhớ trong video tối qua tôi đã nói về câu chuyện một đợt báo tuyết lớn chưa từng có ở cả khu vực của nga và ukraine rất nhiều thiệt hại của cả hai bên đều đã được ghi nhận tuy nhiên trong thời điểm cuộc chiến tranh đang diễn ra ukraine đang sống nhờ viện trợ trong khi hàng hóa của họ thì vẫn mắc kẹt ở cửa khẩu biên giới với cả ba lan thì rõ ràng người dân và quân đội của quốc gia này là những người gặp bất lợi hơn cả thật không ngoa khi nói rằng thời tiết đang là thần hộ mệnh của những người nga nó đã làm được cái việc mà người nga vào một năm trước phải tốn rất nhiều máy bay không người lái và tên lửa cũng chưa chắc đã có thể làm cho toàn bộ Ukraine tê liệt như hiện nay. Trên Reuters đã ghi nhận có rất nhiều dân thường đã bị thiệt mạng vì trận bão tuyết vừa qua ở Ukraine. Theo Bộ trưởng Nội vụ Klimenko cho biết, miền Nam của Ukraine là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là các khu vực sát với cả biển đen như là Odessa. Mọi phương tiện di chuyển, bao gồm cả ô tô, xe buýt đều trượt khỏi những con đường đang đóng băng bởi những trận gió rất lớn. Trận báo này đã khiến cho tổng cộng 411 khu định cư và 11 khu vực khác nhau trên toàn thể lãnh thổ Ukraine đã bị mất điện trên diện rộng. Cũng theo một ấn bản khác tới từ Bloomberg, cơ quan truyền thông của Mỹ đã nhận định rằng mùa đông khắc nghiệt ở Kiev đang làm tăng thêm sự chán nản vì thất bại trên chiến trường của Ukraine. Phóng viên của tờ báo đã nói chuyện với một số người Ukraine để thấy rõ ràng rằng sự tuyệt vọng và mệt mỏi đang ngày càng hiện rõ Điều này là do cuộc phản công đã thất bại và triển vọng để có thể kết thúc chiến tranh đang trở nên ngày càng mơ mịt hơn. Cuộc nói chuyện đã chỉ ra rằng người Ukraine đã bắt đầu hiểu ra là cuộc xung đột này có thể kéo dài mãi mãi. Điều lo ngại lớn nhất là mâu thuẫn nội bộ và bất hòa trong giới lãnh đạo ép cũng như thành tích bết bát trên chiến trường có thể ảnh hưởng tới sự hỗ trợ của phương Tây. Đúng vậy, Người dân Ukraine lo ngại nhất là đất nước của họ không còn sự hỗ trợ từ phương Tây nữa Thêm vào đó là một nỗi lo lắng về việc bắt buộc phải nhập ngũ Cũng như sự tức giận về nạn tham nhũng tràn làn Trong khi những tháng mùa đông lạnh giá sắp tới Nỗi lo về việc thiếu lương thực, thực phẩm, khí đốt càng khiến cho không khí ảm đạm hơn Trong khi đó, Tổng thống Zelensky trong bài phát biểu thường ngày của mình Hiếm khi nào ông ấy lại không nhắc tới câu chuyện của những người Nga Có vẻ như ông trời bây giờ mới là mối quan tâm duy nhất của chế độ Kiev bởi những thiệt hại mà chúng ta có thể nhìn rõ ràng được qua mỗi video. Vâng, từ chính những báo cáo của truyền thông phương Tây là Reuters và Bloomberg tới từ Anh và Mỹ, chúng ta không thể nói rằng đây là sự tuyên truyền của những người Nga. Sự ảm đạm ở Ukraine bây giờ là có thật. Tôi nghĩ công dân trong quốc gia này bây giờ chỉ có mấy tâm niệm duy nhất, đó là đủ thức ăn, có công việc, có năng lượng và không bị gọi nhập ngũ. Mọi thứ của Ukraine bây giờ đều sống nhờ viện trợ, thế nên cũng dễ hiểu tại sao những công dân của ukraine lại sợ không còn tiền của phương tây được rồi người đứng đầu chế độ của bọn họ còn sợ nữa là người dân thế nên câu chuyện này rất là bình thường tuy nhiên nỗi lo về việc bị kêu gọi nhập ngũ đang thực sự trở nên hiện hữu có lẽ chúng ta không nên dùng cụm từ kêu gọi mà hãy nên dùng cụm từ là cưỡng ép và với lệnh huy động mới của tổng thống zelensky có lẽ nó sẽ trở thành những vụ huy động bắt bớ lớn nhất trong lịch sử của các cuộc chiến tranh tôi nói không ngoa đầu bởi vì theo một số nguồn tin giấu tên của bộ quốc phòng ukraine họ sẽ không huy động nữa thay vào đó họ sẽ ký kết hợp đồng với một số công ty tư nhân để phụ trách vấn đề này nói đơn giản là trước kia tuy rằng có bắt bớ nhưng quân đội cũng không dám làm quá bởi vì sợ những người dân lên án và quay video thế nên giờ đây họ chơi bài cao tay hơn nhờ một bên thứ ba sau đó chế độ kiev chỉ nhận người không biết không hay quân đội ukraine chỉ cần trả lời truyền thông rằng chúng tôi chỉ có trách nhiệm nhận người từ công ty còn việc họ huy động như thế nào thì chúng tôi thật sự không biết như vậy có thể hiểu là các công ty tư nhân được chế độ ép ký hợp đồng họ sẽ có toàn quyền bắt bớ mọi người dân mà phù hợp với chính sách huy động mới của Zelensky vậy nên tôi mới chắc chắn rằng khi hiệu lệnh này được thực thi có lẽ chúng ta sẽ xem được rất nhiều các video lan truyền về thảm cảnh bắt bớ trong chính Ukraine theo tờ The Guardian của Anh cho biết, những công dân Ukraine bị kêu gọi nhập ngũ, họ chỉ được huấn luyện sơ qua từ 1 đến 2 tuần trước khi bị đưa vào máy xe thịt trên các chiến trường trọng điểm như là Zaporizhia, Adiivka. Cũng theo tờ báo này cho biết, chỉ tính riêng trong tháng trước, ở Ukraine đã ghi nhận ít nhất 20.000 người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ đã trốn khỏi quốc gia này và 21.000 người khác bị bắt khi cố gắng trốn khỏi đất nước. Alexei Danilov, thư ký hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia ukraina nói với truyền thông rằng có rất nhiều người không muốn ra chiến trường một số người thì sợ hãi sợ chết sợ bị bắn nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể tham gia vào các hoạt động khác việc huy động mới này sẽ trở nên linh hoạt hơn những chuyên ngành sẽ được yêu cầu và công bố rõ ràng để mọi người có thể tình nguyện cho mọi vị trí cụ thể ví dụ như thợ hàn thợ cơ khí hoặc các công việc khác liên quan vâng theo tôi đây là một bài phát biểu lùa gà của danilov nhằm chấn an các công dân ukraina Đại ý kiểu là các bạn không muốn ra chiến trường cầm súng Thì cũng được thôi, chúng tôi sẽ phân công công việc khác Nhưng khi vào rồi thì chúng tôi đều đi đâu, các bạn cũng phải đi Nói trắng ra, ngay cả khi những lời Danilov nói là thật Thì các bạn cứ nghĩ mà xem Nếu Ukraine tiếp tục gặp những tổn thất thảm trọng Vậy những binh sĩ ở sau chiến tuyến có thoát được việc phải ra chiến trường hay không? Có thể một số bạn cho rằng đợt huy động này là nhằm để cho các binh lính của NATO có thể tràn vào Ukraine một cách thuận tiện hơn. Giả thiết này có cơ sở, nhưng theo tôi là không cần thiết. Trong suốt gần 2 năm qua, lính của NATO tham dự dưới danh nghĩa của lính đánh thuê đâu phải là ít. Nhưng thực tế là nó chẳng thay đổi được tình hình gì trên chiến trường. Ngay cả khi những giả thuyết của các bạn là đúng, việc NATO tràn vào với số vũ khí hiện tại, với những trang thiết bị mà chế độ Kiev có, thì lính NATO có thể làm nên cơm cháo gì đây? Chúng ta hãy nghe chính Tổng Thư ký của NATO Jens Stoltenberg nói như thế nào sau một cuộc họp báo về các vấn đề liên quan tới Nga. Stoltenberg nói rằng các thành viên của NATO sẽ không lay chuyển những cam kết của mình với cả Kiev. Chúng tôi đang chuẩn bị một số lượng vũ khí và thiết bị lớn chưa từng có sẽ được các quốc gia thành viên gửi đến Ukraine bao gồm các hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu cũng như cam kết gần đây của Đức và Hà Lan về gói viện trợ quân sự tổng cộng 10 tỷ euro cho Kiev vào năm tới. Tuy nhiên, ngay cả khi Kiev nhận được sự hỗ trợ quân sự đáng kể từ các đồng minh NATO, người Ukraine trong những năm qua vẫn chưa thể có bước tiến nào lớn trên tuyển tuyến. Điều đó chỉ phản ánh một thực tế là chúng ta không bao giờ nên đánh giá thấp người Nga. Ngành công nghiệp quốc phòng của họ đang trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh. Họ có thể tiếp tế cho lực lượng của mình bằng đạn dược và các khả năng mới. Điều này khiến cho việc đạt được lợi ích về lãnh thổ mà chúng tôi hy vọng trở nên vô cùng khó khăn. Vâng, hiếm có khi nào tổng thư ký của NATO lại dè nên vậy. Ngày xưa, khi mà ông ấy nói về câu chuyện giữa Nga và Ukraine, luôn là Ukraine đang có những lợi thế to lớn trên chiến trường, nào là Ukraine đã tái chiếm được 50% lãnh thổ từ tay Nga. Để đến bây giờ, muốn tung hồ thì cũng chẳng có cái gì để mà tung hô cho chế độ Kiev. Có lẽ sự tung hô lớn nhất của ông ấy muốn dành cho Tổng thống Zelensky đó là những gói viện trợ mới. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là hứa bằng mồm. Bởi vì mọi thứ nếu có thật sự giống như ông ấy nói Nó cũng sẽ chỉ được bắt đầu vào năm tới Chiếc bánh vẽ này giống hệt như mỗi khi ông ấy kết thúc bài phỏng vấn Jens Stoltenberg luôn nói rằng Ngôi nhà của Ukraine là ở trong NATO Và Ukraine sẽ được gia nhập NATO Chừng nào chiến tranh kết thúc Nhưng mà ông ấy lại chẳng nói cho chế độ Kiev là Muốn chiến tranh kết thúc Thì đi mà hỏi những người Nga Chứ NATO làm quái gì có quyền quyết định Tại sao tôi luôn nói rằng lời mà Tổng thư ký Jens Stoltenberg hứa về những gói khí tải mới chỉ là hứa miệng xuồng. Người Mỹ thì tôi không biết, chứ liên minh chầu thì làm gì có cái vẹo gì để mà viện trợ quân sự cho chế độ ghép. Đây chính là lời thừa nhận của Tổng thống Cộng hòa Séc Peter Pavel. Ông cũng là một cựu tướng của NATO, trả lời trong một cuộc phỏng vấn tại Ý. Pavel cho biết, thật không may, chúng tôi đã không thể giữ lời hứa cung cấp đủ số lượng đạn pháo cho người Ukraine. Ngay cả việc huấn luyện những phi công lái máy bay chiến đấu F-16 cũng đã không được tiến hành như dự kiến. Điều này đang tạo ra sự mất cân bằng trong việc giao hàng và sự mất niềm tin từ phía Ukraine. Điều này sẽ khiến cho mùa đông đang tới sẽ cực kỳ khó khăn đối với cả Ukraine do các cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng từ các cuộc tấn công của Nga và thời tiết. Được biết rằng trong suốt 18 tháng qua, cả Mỹ và các đồng minh châu trong NATO đã liên tục moi hết tủ quần áo của mình để bổ sung những tổn thất cho chế độ ghép trong cuộc phản công của họ để giành lại những phần lãnh thổ đã mất từ tay Nga. Tuy nhiên, đến tháng 10 năm này, họ dồn dập thừa nhận rằng kho dự trữ của mình đã cạn kiệt. Đầu tiên là ảnh sau đó là Pháp, rồi tới Đức, Séc và rất nhiều các quốc gia châu khác. Lời hứa cung cấp một triệu viên đạn pháo cỡ lòng 155 ly chuẩn NATO hứa với Kiev từ đầu năm cho tới bây giờ mới chỉ hoàn thành được có 30%. Vậy xin hỏi rằng, Lời tuyên bố của tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về những gói hỗ trợ vũ khí mới vào năm 2024, EU lấy gì ra để cho Kiev đây? Thứ duy nhất mà họ có thể làm nếu muốn viện trợ đó chính là cầm tiền của mình để mua hàng từ các tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ. Có lẽ đây mới chính là mục đích thật sự của những người Mỹ khi dừng viện trợ cho Ukraine. Vẫn là câu nói con gì nuôi mà chẳng để thịt, thịt nào ngon nhất ngoài thịt đồng mình doanh thu thì không có tiền thì cúng cho zelensky trong khi thương mại song phương với cả nga thì eu cắt hết điển hình nhất trong câu chuyện này đó là phần lan một quốc gia mà từ trước tới nay doanh thu du lịch từ nga chiếm một phần to lớn gdp của quốc gia này ấy vậy mà phần lan từ khi vào nato họ đã cho đóng cửa gần như tất cả các cửa khẩu biên giới của mình với cả lãnh thổ nga theo như chủ tịch duma quốc gia nga velodin cho biết Việc đóng cửa gần như hoàn toàn tất cả các cửa khẩu biên giới đất liền với cả Nga, rõ ràng Phần Lan đang tự trừng phạt chính công dân của mình, ngăn cản sự phát triển của quốc gia bằng cách tạo ra một màn sắt. Theo một số ước tính của chúng tôi, quyết định này của Phần Lan sẽ khiến cho quốc gia này thiệt hại khoảng 3 tỷ euro. Vâng, từ khi cái quốc gia này vào NATO vào năm ngoái, họ chưa thu lợi được bất cứ một điều gì, nhưng thiệt hại thì đã lên tới 10 tỷ euro. Được biết rằng GDP của Phần Lan rơi vào khoảng 300 tỷ euro. Khi vào NATO, họ sẽ phải đóng 2% GDP của mình mỗi năm cho liên minh, sẽ rơi vào khoảng 6 tỷ euro, chưa kể đến những thiệt hại sau khi đóng biên giới với cả Nga là 3 tỷ euro và các thiệt hại khác liên quan tới chi phí năng lượng. Vì vậy, nó cũng phải rơi vào tầm 10 tỷ euro nói như vậy để các bạn hiểu rằng mặc dù phần lan không phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng của nga nhưng chỉ bằng vào việc chống nga thôi nó cũng đã gây hại như thế nào cho nền kinh tế của quốc gia họ vậy những quốc gia khác như đức đầu tàu kinh tế của eu thì sẽ ra sao đây chắc chắn là thiệt hại nhiều hơn phần lan rất nhiều rồi vâng tôi đã gửi cho các bạn tình hình chung của ukraine cũng như những gì đang diễn ra ở châu bây giờ chúng ta đảo qua một chút về tình hình của trung đông nơi mà Israel đang bị các tổ chức nhân quyền cáo buộc là đánh cắp nội tạng từ các thi thể ở Gaza. Báo cáo này đến từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Euromed thuộc châu Âu. Tổ chức này đang kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập. Báo cáo của Euromed dựa trên những báo cáo từ chuyên gia y tế trong bệnh viện ở Gaza. Họ đã kiểm tra một số thi thể sau khi chúng được người Israel thả ra. Tổ chức phi chính phủ này Tuyên bố họ đã ghi nhận lực lượng Israel tịch thu hàng chục thi thể từ các bệnh viện An Sinfa, Indonesia, ở phía Bắc Gaza cùng với những thi thể khác ở phía Nam Các chuyên gia y tế cho biết hầu hết những thi thể này đều không còn nội tạng Theo chính trang Euronews, cơ quan ngôn luận của Liên minh châu báo cáo rằng Israel từ lâu đã bị cáo buộc về việc thu hoạch nội tạng Giáo lý của người Do Thái cho phép cấy ghép và thu hoạch nội tạng với nhu cầu cứu sống là điều quan trọng nhất trên tất cả các điều gian của tôn giáo khác. Theo một cuộc điều tra vào năm 2008 của CNN, cơ quan ngôn luận của Đảng Dân Chủ Mỹ đã cho thấy Israel được cho là trung tâm lớn nhất của hoạt động buôn bán nội tạng người bất hợp pháp trên toàn cầu. Vâng, nếu tất cả những báo cáo này là đúng, thì tôi thật sự không còn biết phải nói gì nữa. Giải Gaza đã trở thành một ngôi tù để chứa những người Palestine cho Israel khi cần sẽ thịt. Chúng ta sẽ nói về tình hình tại Ukraine nhưng có vẻ như điểm nóng của nó lại không ở trên chiến trường thực địa mà là cuộc đấu đá chính trị đang diễn ra rất gay gắt trong lòng kiev đơn cử như trên tờ the economic đã có một bài viết với tiêu đề nga đang sẵn sàng lợi dụng sự chia rẽ chính trị ở ukraine tờ báo chỉ đích danh hai nhân vật là zelensky và zalusny những người đứng đầu của ukraine một cuộc xung đột có thể dự đoán từ trước bởi những thất bại trong cuộc phản công vừa qua rất nhiều những quan điểm trái ngược trong lời nói của cả zelensky và tổng tư lệnh vũ trang ukraine zalusny về cách lý giải sự bế tắc trên mặt trận sự thất bại trong cuộc phản công đã khiến cho cả hai bên chơi một trò chơi đổi lỗi để tìm ra một người phải chịu trách nhiệm các chính trị gia thân với zelensky đã nhiều lần ẩn ý rằng tướng lĩnh của họ là những kẻ ngu ngốc do liên xô đào tạo đây chính là nguyên nhân thất bại cho cuộc phản công vừa qua trong khi đó, phe tướng lĩnh thân với cả Zelensky thì lại nói rằng các chính trị gia của quốc gia họ cũng là những kẻ ngu ngốc vì đã can thiệp vào việc chỉ đạo chiến tranh. Rõ ràng, trong một chiến thắng thì luôn có rất nhiều người tranh công, nhưng trong một thất bại thì lại chẳng có một ai muốn chịu trách nhiệm cả. Đây không chỉ đơn giản là một sự bế tắc trên chiến trường nhằm đổ lỗi cho nhau, Zelensky đang thật sự trở thành một mối đe dọa với cả Zelensky, người mà đang có xếp hạng tín nhiệm giảm liên tục do bê bối tham nhũng trong thời gian gần đây của chính phủ. Theo một cuộc bỏ phiếu thì mức độ tin cậy dành cho Zelensky đã giảm xuống còn có 32%, chỉ bằng một nửa so với cả Zaluzny là 70%. Thậm chí Zelensky còn thua cả người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine là Kirin Bunanov, khi mà Bunanov cũng có tín nhiệm lên tới 45%. Đây là điều mà chúng ta có thể lý giải được. Tại sao Tổng thống ngon lại nhật quyết không chịu tổ chức bầu cử? Bởi đơn giản, với cuộc thăm dò tín nhiệm như vậy, Zelensky đã biết rằng mình chắc chắn sẽ không được bầu nữa. Vậy nên chúng ta cũng có thể lý giải được Tại sao Tổng thống Ngon lại nhất quyết muốn tiếp tục chiến tranh với cả những người Nga Bởi chỉ có chiến tranh thì sẽ mãi mãi không có bầu cử Mà mãi mãi không có bầu cử thì Zelensky vẫn mãi mãi làm Tổng thống Ukraine Để tiếp tục thu lợi từ những gói tài trợ của phương Tây Câu chuyện không đơn giản chỉ có như vậy Để có thể chắc chắn giữ vững chức vị Tổng thống Dường như Zelensky đang thực hiện một cuộc thanh trừng các đối thủ cạnh tranh Nhà báo nổi tiếng người Ukraine là Yuri Nikolov cho biết một mệnh lệnh đã được chính phủ Ukraine đưa ra nhằm yêu cầu những người đứng đầu giới chức của Kiev không được tạo ra bất kỳ một sự phấn khích hay sự ủng hộ nào cho Zalusny. Nói một cách đơn giản là Zelensky đang yêu cầu giới chính trị gia Ukraine phong sát Zalusny và các tướng lĩnh ủng hộ ông ấy. Trong khi đó, Zalusny thì lại là người trực tiếp nắm quân quyền. Như vậy, có một cuộc chiến đang chia thành hai phe rất rõ ràng ở Kiev, đó là phe chính trị gia và phe tướng lĩnh. Việc Zelensky muốn thanh trừng Zalusny cũng đẩy Tổng thống online vào một thế cục nguy hiểm bởi ông ấy cũng có khả năng bị thanh trừng ngược lại. Có một chi tiết rất thú vị ở đây là ngay cả người đứng đầu Tổng cục Tình báo Kirill Bunanov cũng không tránh khỏi sẽ bị thanh trừng trong tương lai. Trên Reuters, vào ngày hôm nay đã có một bài viết với tiêu đề như sau. Ukraine nói rằng vợ của trùm điệp viên Bunanov bị đầu độc. Sau đó, Mariana là vợ của Bunanov được cho là đã bị đầu độc bằng kim loại nặng và đang được điều trị trong bệnh viện. Câu hỏi mà chúng ta nên đặt ra vào lúc này là đây liệu có phải vụ đầu độc vợ của bunanov hay người mà họ muốn đầu độc lại chính là bunanov được biết rằng kirin ngày càng trở nên nổi tiếng ở ukraine và phương tây khi mà người đàn ông này được miêu tả là những kẻ chủ mưu đằng sau hậu trường các hoạt động tấn công tại nga và những vụ ám sát có thể nói rằng người đàn ông này ở trong nước nga là một nhân vật bị ghét nhất cử như Bộ Quốc phòng của Nga đã từng phang thẳng một tên lửa hành trình và trụ sở tình báo của Ukraine khiến cho Bundanov thở ra thì ít mà hít vào thì nhiều, phải ra nước ngoài chữa bệnh một vài tháng. Rất may còn mang về được cái mạng. Đây cũng chính là lý do tại sao Bundanov ngày càng có ảnh hưởng về mặt chính trị trong chính trường của Ukraine. Các bạn đã thấy trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vừa qua, Bundanov thậm chí còn được 45%, hơn hẳn 30% so với cả Zelensky. Câu hỏi tiếp theo mà chúng ta nên đặt ra là Ai là người có động cơ nhất trong vụ đầu độc Bunanov vừa qua? Tất nhiên về mặt lý thuyết, phía Ukraine sẽ đổi cho những người Nga là những kẻ chủ mưu gây ra vụ ám sát trên. Nhưng còn một phương án thứ hai, đó là những người cạnh tranh trực tiếp với Tổng thống Zelensky, bao gồm Zaluzny, bao gồm Bunanov, đều đang gặp những vướng mắc khó hiểu trong thời gian gần đây từ chính Ukraine. Chúng ta không thể không đặt phương án này là một sự thanh trừng nội bộ trong chế độ kiếp, nơi một cuộc tranh giành quyền lực chức vị Tổng thống tối cao đang thật sự diễn ra. Như vậy, phương Tây sẽ đứng về phe nào? về mặt bản chất phương tây sẽ không chọn phè ai lên làm tổng thống ukraine thì cũng được cái quan trọng nhất là phải thực hiện theo những chiến dịch của phương tây có nghĩa là tiếp tục chống nga như mong muốn của họ việc zelensky bị phế chuất đôi khi phương tây còn mừng thầm bởi vì trong chiến dịch vừa qua hàng trăm tỷ đô la đã được đổ vào kiev nhưng vẫn chưa thu lại được bất kỳ một lợi ích chiến lược nào cho nato thế nên theo tôi ngay cả nato vào lúc này cũng hy vọng có một người mới lên nắm quyền kiev để đổi vận cho cuộc chiến chống nga của họ trong tương lai vâng và đây cũng là tâm điểm của cuộc hội thảo giữa các bộ trưởng của nato để bàn về các vấn đề ở ukraine được tổ chức vào ngày hôm nay theo reuters cho biết thì tổng thư ký jens stoltenberg kêu gọi các đồng minh của nato nên tiếp tục theo đuổi các vấn đề về ukraine trả lời trong một cuộc phỏng vấn jens stoltenberg nói rằng nghĩa vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng chúng tôi sẽ phải cung cấp cho ukraine những vũ khí mà họ cần chúng tôi chỉ cần tiếp tục đi theo hướng này đây cũng là lợi ích an ninh của chúng tôi tôi tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ và vì lợi ích an ninh của Hoa Kỳ nên họ cũng sẽ làm như vậy và điều đó phù hợp với những gì mà chúng tôi đã đồng ý. Sẽ là một thảm kịch đối với người dân Ukraina nếu Tổng thống Putin giành chiến thắng và nó cũng sẽ gây ra nguy hiểm cho NATO. Nó gửi đi một thông điệp tới tất cả các nhà lãnh đạo độc tài, không chỉ ở Moscow mà cả ở Bắc Kinh, khi họ vi phạm luật pháp quốc tế, khi họ xâm lược một quốc gia khác, khi họ sử dụng vũ lực, họ sẽ đạt được điều mình muốn. Được rồi, nói rất hay, nhưng tôi không biết là ông ấy đang nói tới Nga hay nói tới Israel nữa. Thật sự là một sự tiêu chuẩn kép tới cùng cực mà. Họ lên án những gì mà Nga đang làm gây nguy hiểm cho thế giới, vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm luật nhân đạo. Thế nhưng những gì Israel làm thì họ lại im rẻ. Được rồi, chúng ta hãy coi đây là một tiêu chuẩn quái thai dị dạng mà chỉ có NATO và phương Tây có. Tôi không nói ngoa cho họ đâu, khi mà Jens Stoltenberg sau bài phát biểu về Ukraine, những phóng viên đã hỏi ông ấy câu hỏi về sự so sánh cuộc chiến ở Ukraine và Gaza khác nhau như thế nào, tại sao lại chỉ lên án Nga mà không lên án những gì xảy ra ở Gaza. Hãy nghe Stoltenberg nói gì nào. Ông ấy nói rằng: "Thông điệp của chúng tôi là luật pháp quốc tế, luật nhân đạo phải được tôn trọng trong mọi cuộc xung đột và mạng sống của dân thường phải luôn được bảo vệ. Ukraine chưa bao giờ gây ra mối đe dọa cho Nga. Ukraine chưa bao giờ tấn công Nga. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga là một cuộc xâm lược vô cớ, một cuộc xâm lược toàn diện vào một quốc gia khác. Vì vậy, tất nhiên Ukraine có quyền tự vệ trước một cuộc tấn công vô cớ và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Ái chà chà, với tuyên bố này, NATO đã nói rõ với thế giới rằng những người họ muốn bảo vệ thì họ sẽ yêu cầu tất cả phải tuân thủ luật chiến tranh. Còn những người mà không mang lại lợi ích gì cho họ thì sẽ bị thảm sát và họ không hề quan tâm tới ý kiến của dư luận thế giới cách xem quá trình tạo dựng nato họ nói chuyện với chúng ta bằng gì bằng nhân nghĩa và đạo đức cư không hề họ nói chuyện bằng vũ lực ngôn ngữ của họ rất đơn giản đó là mạnh được yếu thua nếu bạn đủ mạnh mạnh như những người nga thì bạn có thể vào mặt nato đông đốp mà họ sẽ ngồi yên và chỉ hô hào sự quan ngại sâu sắc hay viện trợ tiếp tục khí tài cho ukraine còn yếu như những người palestine thì sẽ bị tàn sát không chớp mắt đó là lý do tại sao mà Triều Tiên và Iran vẫn tồn tại với tư cách là một quốc gia cho tới bây giờ bất chấp những lệnh trừng phạt bởi vì họ có thứ mà họ cần, đó là tên lửa cỡ lớn và hạt nhân. Vâng, trên đây là toàn cảnh những vấn đề đang xảy ra xung quanh Ukraine và phương Tây. Bây giờ, chúng ta tiếp tục nói về các sự kiện xảy ra ở Trung Đông. Khi mà Israel đang vi phạm mọi điều luật chiến tranh và nhân đạo mà NATO vẫn coi đó là một sự nhân nghĩa đạo đức. Câu chuyện đang trở thành tâm điểm ở Gaza vào lúc này đã là tỷ phú Elon Musk đã có một chuyến công du tới Israel. Được biết rằng ông chủ của nền tảng X này Trước này đã chỉ trích cuộc tấn công của Israel trên giải Gaza khiến nhiều dân thường thiệt mạng Mật đã từng nói rằng việc giết hại dân thường chỉ khiến tạo ra nhiều chiến binh Hamas hơn Chẳng biết có phải vì câu nói này không mà sau đó mọi công ty lớn đã dừng chiến dịch quảng cáo trên nền tảng của Elon Musk Thiệt ước tính lên tới hàng tỷ đô la Điều này cho chúng ta thấy người Do Thái có một thế lực vô cùng mạnh ở phương Tây Họ điều hành mọi công ty, tổ chức bao gồm cả là những chính trị gia lớn Vậy nên sau đó chúng ta mới thấy được Elon Musk đã phải tới Israel nói trắng ra là để tuyên truyền cho quốc gia này để cứu chữa những hợp đồng quảng cáo. Một người được cho là ủng hộ hòa bình trên giải Gaza cuối cùng đã phải khuất phục trước những người do thái. Đây chính thức là một sự tuyên truyền của Israel bởi vì chúng ta thấy đích thân Thủ tướng Netanyahu cũng đã có mặt trực tiếp để làm hướng dẫn viên du lịch cho Elon Musk. Vậy họ dẫn vị tỷ phú Mỹ này đi đầu vâng tới các khu vực những ngôi nhà được cho là Hamas đã tấn công vào ngày mùng 7 tháng 10, khiến cho nhiều dân thường Israel thiệt mạng. Điểm nhấn cao nhất của video đó chính là Thủ tướng Netanyahu chỉ vào một cái nôi trẻ em còn vương vãi những mảnh đạn. Nó cho thấy sự ác độc của Hamas tới cùng cực ra sao khi mà tấn công cả trẻ em. May mà Elon Musk còn chưa khóc đấy. Nếu ông ấy khóc thì quả thật video tuyên truyền này của Israel nếu không được điểm 10 thì cũng phải 9,5 ấy nhưng mà khoan, bằng vào camera chạy bằng cơm của mình thì chuyên gia rảnh rỗi ngồi không Duy Khánh đã tìm ra được những điểm vô cùng đáng chú ý trong cái cũi của trẻ em Đúng là có rất nhiều vỏ đạn vương vãi nhưng chúng ta cần phải xem vỏ đạn này tới từ ai và ai đã đặt vào đó Được biết rằng Hamas chỉ sử dụng AK-47 để tấn công vào Israel Nó sử dụng đạn 7,62 x 39mm nhỏ hơn rất nhiều so với số đạn dược Theo chuẩn của NATO là 7,62 x 51mm mà Israel sử dụng trong những chiếc cúi trẻ e mà Thủ tướng Netanyahu chỉ cho Elon Musk, nó lại là loại đạn 7,62 x 51mm chuẩn NATO. Vậy tình huống này chúng ta nên lý giải như thế nào đây? Thứ nhất là có thể những người Israel kiêu ngạo tới mức ném mấy vỏ đạn chuẩn NATO và dựng lên một bộ phim không cần quan tâm chúng ta có bóc phốt hay không. Lý giải thứ hai, cách này khá là hợp lý. Đó là những súng máy 7,62 x 51mm được trang bị trên những chiếc xe tăng Merkava của Israel. Nó từng bị tố cáo là cùng với những chiếc trực thăng Abache đã tấn công cả vào dân thường trong lễ hội ngày 7 tháng 10 có mặt của Hamas. Điều này lý giải tại sao những vỏ đạn lại vương vãi trong chiếc cúi của trẻ em. Cuối cùng, dù tất cả những giả thuyết có là gì đi nữa, thì những vỏ đạn trong chiếc cũi của trẻ em nó không phải là loại đạn được bắn ra từ lực lượng Hamas. Mà điều này có thật sự quan trọng không? Rõ ràng là những người Israel chả quan tâm chúng ta nói như thế nào, nghĩ như thế nào và bóc phốt họ ra sao. Đến cả một vị tỷ phú như là Elon Musk, người nắm một cơ quan truyền thông có thể coi là lớn nhất của Mỹ cũng đã phải cúi đầu mà tới Israel sau khi đã đưa ra những lời kêu gọi ủng hộ Palestine. Được biết rằng sau chuyến công du Israel, Elon Musk đã công khai ủng hộ chiến dịch của Thủ tướng Netanyahu ở giải Gaza nơi mà chính ông đã từng phản đối vào ít ngày trước. Điều này đã minh chứng rõ ràng về những thiệt hại mà Elon Musk phải gánh chịu để bắt buộc phải tới Israel. Nền dân chủ ở Hoa Kỳ nó hoạt động như vậy đấy. Tự do ngôn luận đơn giản chỉ là nghe theo chủ thì dân mới có ăn. Được biết rằng sau chuyến cung du tại Israel của Elon Musk, Hamas cũng đã chính thức đưa ra một lời đề nghị tỷ phú này đến thăm Gaza để chứng kiến những gì được gọi là thảm sát và hủy diệt. Nhưng Elon Musk đã từ chối. Ông ấy nói rằng, ở giai đoạn này có vẻ như quá nguy hiểm khi mà tới thăm Gaza. Theo tôi nghĩ cũng phải thôi Elon Musk tới đấy có rất nhiều khả năng có thể xảy ra Một là ông ấy bị bắt cóc và sau đó đòi tiền chuộc Và thứ hai là ông ấy có thể ăn một quả tên lửa rơi vãi nào đó Không biết là từ Hamas bắn hay là Israel bắn nữa Nếu Elon Musk có làm sao trên giải Gaza Thì khu vực này Israel hoàn toàn thuận lý thành trường để mà hủy diệt nó Có thể nói vào lúc này chế độ Kiev đang có một sự xáo trộn rất lớn về mặt chính trị ở Ukraine đang chia thành hai phe, một phe của Zaluzny và một phe của Zelensky, và họ thậm chí còn chẳng thèm che giấu điều đó. Đơn cử như ngày hôm nay, Tổng thống Zelensky đã có một chuyến thăm bất ngờ tới vùng chiến sự gần khu vực Kubian. Zelensky đã đăng một đoạn video mà ông ấy đang tổ chức một cuộc họp với sở chỉ huy trong khu vực cùng với những tướng lĩnh hàng đầu của Ukraine. Vâng, với những tướng lĩnh hàng đầu nhưng lại không có tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine là Valery Zaluzny. Điều này đã chứng minh rất rõ sự bất hòa, sự phân chia bè phái giữa Zelensky và Zaluzny là một câu chuyện đã trở thành sự thật, chứ không còn là tin đồn nhảm nữa. Nói tóm lại là giờ đây Zelensky muốn tay trái thì làm tổng thống, tay phải thì làm tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông ấy sẽ trực tiếp chỉ đạo tình hình trên chiến trận để giảm đi quyền lực của Zaluzny trong quân đội. Sự đấu đá này được thể hiện rất rõ trong một bài đăng trên Facebook của một trong những tình nguyện viên đi theo Zelensky là Kasyanov. Anh chàng này đăng một bức hình có tổng thống Zelensky đang ngồi hội họp với những tướng lĩnh cấp cao và đăng một dòng bình luận hãy tìm Zaluzny trong bức ảnh. Ngay lập tức, vị tướng hàng đầu của Ukraine là Zaluzny đã vào bài đăng này và đưa ra một biểu tượng cảm xúc kinh ngạc. Chưa dừng lại ở đó, nhận thấy biểu tượng cảm xúc của Zaluzny, một trợ lý khác của Zelensky cũng ngay lập tức bình luận vào bài đăng này rằng Ô kìa, Valery Zaluzny đã trở lại Facebook, bạn có phải là một blogger không? Chà, thực sự anh ấy đang phản ứng với người yêu cũ của mình như một người bị xúc phạm. Rốt cuộc thì chúng ta vẫn đang có chiến tranh đó, thưa tướng quân. Với những dòng bình luận này chúng ta có thể nhận thấy những người đi theo Zelensky hầu như không còn tôn trọng với cả Zaluzny nữa. Họ đã vạch mặt nhau một cách công khai. Điều này cũng có nghĩa là phía bên kia Zaluzny cũng bắt buộc phải chiến đấu. Nếu không muốn bị hạ bệ, thậm chí là thủ tiêu, ông ấy cũng phải quay đầu để chống lại Zelensky như một cách để bảo vệ tính mạng của mình. Cũng là một cách để có thể ngoi lên chức vị tổng thống thật trớ chiều. trong khi quốc gia thì vẫn đang có chiến tranh còn ở kiev thì người ta lại rủ nhau tranh giành quyền lực được biết rằng tổng thống zelensky phải có một chuyến công du khẩn cấp tới chiến trường thực địa bởi vì những người nga đã hoàn toàn vây công các khu vực như là adivka marinka và nhiều khu vực khác ở donetsk cũng như các khu vực ở phía trên kharkov thuộc kupian Zelensky nhấn mạnh với các tướng lĩnh có mặt trong buổi họp rằng Tôi biết các bạn ngày nào cũng mất đi đồng đội và những người thân thiết của mình mọi người đều hiểu rằng đây là cái giá cao nhất mà chúng ta phải trả. Nhưng điều quan trọng là trong tất cả các lĩnh vực cần gia cố, chúng ta phải thúc đẩy và tăng tốc trong việc xây dựng các công trình phòng thủ. Điều này thật sự có ý nghĩa rất lớn ở các khu vực như là Adivka, Marinka, Donetsk và Kharkov. Vâng, tóm lại là giờ đây chế độ kép không còn phản công trong truyền thuyết nữa mà thay vào đó là tử thủ. Cho tới khi nào được viện trợ thêm, tôi thật sự không biết họ có thể chống đỡ được bao nhiêu lâu. Nhưng nếu một phương Tây tập thể từ giờ cho tới đầu năm sau mà vẫn chưa tiếp tục viện trợ, có thể chế độ kép sẽ mất thêm nhiều vùng lãnh thổ mới chứ không còn là bốn tỉnh như hiện nay. Trong một động thái tưởng chừng như không liên quan lại liên quan không tưởng, Tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang Ukraine là Zaluzhny thay vì bàn bạc với Tổng thống Zelensky để ông ấy đưa ra lời kêu gọi phương Tây thì Zaluzhny đã trực tiếp gọi điện cho bộ tổng tham mưu của Hoa Kỳ là tướng Charlie Brown. Để phàn nàn giống hệt như điều mà Tổng thống Zelensky nói Đó là người Nga đang tiến hành bao vây hoàn toàn các khu vực như là Kubien, Liman, Bakhmut, Adyivka và Marinka Tóm lại, Zelensky muốn nói với những người Mỹ rằng Chúng tôi đang bị bao vây từ năm hướng Nếu các vị không viện trợ hoặc có giải pháp gì Thì chúng tôi sẽ tiếp tục mất lãnh thổ thêm Chưa biết lời kêu gọi của Zelensky sẽ được đáp ứng như thế nào Chỉ biết rằng, ngay sau cuộc điện thoại này Thì Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân là Charlie Brown đã một lần nữa kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ nhanh chóng thông qua dự luật tài chính chi tiêu mới cho năm 2024. Được biết rằng, gói dự luật mới này sẽ khiến chi tiêu quân sự của Mỹ tăng thêm 3,6%, tức là khoảng 830 tỷ đô la, trong đó có ít nhất 61 tỷ đô la sẽ được viện trợ quân sự bổ sung cho chế độ Kiev. Được biết rằng gói dự luật này đã bị Hạ viện phủ quyết và nó chỉ có thể được điều chỉnh ít nhất là tháng 2 năm 2024. Trong khi đó, giới tinh tướng cầm đầu của Liên minh Châu thì đang bận tiếp tục họp và họp để giải quyết những lỗ hổng trong gói trừng phạt thứ 12 áp đặt lên Nga do chính họ để ra. Vấn đề này tôi cũng đã nói trong một video trước về câu chuyện gói trừng phạt thứ 12 này. Liên minh châu bắt tất cả các công ty của EU phải ký quỹ và sau đó EU sẽ kiểm soát các công ty của mình xem có làm ăn về Nga không. Nếu phát hiện có làm ăn thì số quỹ này, giới tinh tướng của EU sẽ cầm hết. Sau đó khoản tiền này sẽ được hỗ trợ cho Ukraine. À? Vậy đấy, Quyết định gói trừng phạt thứ 12 đưa ra cách đây chưa được một tháng Và bây giờ lại rủ nhau ngồi họp để vá vào những lỗ hổng do chính mình đặt ra Được biết rằng 27 thành viên của EU hầu như đều không đồng ý với điều khoản này Vì vậy họ yêu cầu làm rõ những mặt hàng chỉ nên cấm chủ đạo mà thôi Chứ còn làm như thế này thì các công ty của châu sẽ phá sản hết Chưa dừng lại ở đó trong cuộc họp Quý bà Von der Leyen cũng đã công bố một dự án được gọi là lá chắn mạng dành cho toàn thể Liên minh châu có trị giá lên tới 1,1 tỷ euro vâng tôi có thể nói gì về điều này nó cũng có nghĩa là xin chúc mừng các công dân của châu âu vườn địa đàng của các bạn xứ tự do dân chủ nhân quyền giờ đây quyền tự do ngôn luận sẽ phải nói theo tiêu chuẩn của giới tinh tướng eu được biết rằng dự án này sẽ bao gồm các hệ thống ngăn chặn và phát hiện từ xa các cuộc tấn công mạng cũng như những thông tin sai lệch nhằm tuyên truyền cho điện kremlin cảm giác của tôi nó giống như hệ thống độc tài hơn là một lá chắn mạng bởi những người dân sẽ chỉ được nói được nghe được nhìn theo những gì mà chính phủ đặt ra ireland chính là một quốc gia đi đầu trong chương trình nghị sự này sau cuộc bạo loạn xảy ra ở dublin mà tôi đã nói trong một vài video trước chính phủ ireland đã yêu cầu tất cả các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước đặc biệt là nền tảng x phải kiểm duyệt tất cả các bài đăng có nội dung liên quan tới vụ dublin theo đó, chính phủ của Ireland đã tuyên bố rằng các cơ quan an ninh của đất nước họ đang tích cực tương tác với nền tảng top top Instagram, Facebook và Twitter hoặc là X để gỡ bỏ những nội dung mà họ cho rằng đó là những bình luận hèn hạ. Theo báo cáo của chính phủ Ireland thì hầu hết các nền tảng đều đồng ý hợp tác và kiểm duyệt nội dung, trong khi đó chỉ riêng nền tảng X của tỷ phú Elon Musk thì nói không. Lý giải cho điều này, đại diện của X nói rằng họ có những tiêu chuẩn cộng đồng khác nhau và tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Từ báo cáo này chúng ta có thể thấy rằng Mạng xã hội duy nhất mà còn quyền tự do ngôn luận của thế giới, có lẽ chỉ còn nền tảng X. Trong khi đó, các nền tảng khác hầu như đều nằm trong sự kiểm soát của những người theo chủ nghĩa toàn cầu phương Tây. Nói một cách đơn giản, chúng ta sẽ được quyền tự do ngôn luận khi mà những điều đó không ảnh hưởng gì tới lợi ích của họ, còn một khi đã ảnh hưởng thì quyền dân chủ sẽ được ưu tiên. Nó có nghĩa là dân phải nghe chủ, chứ các bạn đừng nghĩ rằng dân sẽ được làm chủ đâu. Nói về câu chuyện của nền tảng X thì chúng ta không thể nào không nhắc tới tỷ phú Elon Musk, một trong những người gần đây đã có rất nhiều tai tiếng khi mà ông ấy đã thực hiện một chuyến công du tới Israel. Điều mà tôi cũng đã từng bóc phút trong video trước. Chính vì chuyến công du này đã khiến cho hơn một nửa dân số thế giới, đặc biệt là những người Hồi giáo, có xu hướng quay lưng lại với Elon Musk và trong một cuộc phỏng vấn trên tờ The New York Times, khi được người dẫn chương trình hỏi về việc ông có đánh giá như thế nào về việc Disney, một trong những công ty lớn của Mỹ, đình chỉ quảng cáo trên nền tảng X. Ngay lập tức, Musk đã chỉ thẳng mặt giám đốc điều hành của Disney là pop Iger và nói rằng, nếu muốn dừng quảng cáo trên nền tảng X, tốt thôi, họ có thể tự biến đi, không cần thiết phải cần tiền của những người ghét bạn và ghét quyền tự do ngôn luận. Được biết rằng, nền tảng X của Elon Musk có xu hướng ủng hộ những người dân Palestine đây là một trong những lý do nền tảng của Elon Musk liên tục bị các công ty lớn của phương Tây cắt quảng cáo. Với lý do rằng Elon Musk đang xây dựng một nền tảng mang chủ nghĩa bài do thái. Chính vì lý do này, có thể Elon Musk mới bất ngờ tới Israel để làm một video tuyên truyền cho Thủ tướng Netanyahu. Hồng hy vọng kéo lại các hợp đồng quảng cáo. Tuy nhiên, có được thì cũng có mất. Sau chuyến công du này, Elon Musk thật sự đã bị tổn hại hình tượng và có thể động thái đáp trả chửi thẳng mặt các công ty ngừng quảng cáo trên nền tảng X trước truyền thông là một cách ông ấy lôi kéo lại những người phản đối ông ấy trong chuyến công du tại Israel và nó đang thực sự cho thấy sự hiệu quả. Công ty Disney ngay lập tức bị hàng chục ngàn người hủy đăng ký. Nó cũng đồng nghĩa với việc khoản doanh thu hàng tháng đóng tiền để xem các kênh truyền hình trên Disney sẽ không còn nữa. Ở một chiều ngược lại thì người dùng mạng xã hội lại kiên quyết quay ra nền tảng X và sẵn sàng đóng chi phí một tháng thậm chí 5-10 đô la để duy trì quyền tự do ngôn luận. Cũng như đây là một cách ủng hộ để ngăn chặn việc nền tảng X không còn có quảng cáo nữa. Rõ ràng trong cuộc chiến về mặt truyền thông và chính trị, Elon Musk đã giành được một chiến thắng. Ông ấy có thể thu về hàng tỷ tỷ đô la, tiền từ những người dân khắp nơi trên thế giới ủng hộ. Các bạn nên nhớ rằng bất kể một công ty quảng cáo nào thì phải có người xem mới bán được quảng cáo giá cao và giờ đây nền tảng X chính là một trong những nền tảng mà người dân tự bỏ tiền ra. Như vậy Elon Musk sẽ không cần quảng cáo nữa mà các công ty khác lại cần phải có nền tảng X để quảng cáo mới đạt được hiệu quả cao. Tôi có cảm giác như Elon Musk đang chia bài hai tay, một tay thì với tới Israel, một tay là phần còn lại của thế giới. Dù bất kể có như thế nào thì câu chuyện đang có xu hướng có lợi cho ông ấy. Trong khi đó, cũng là một câu chuyện xảy ra ở Hoa Kỳ nơi mà thấy ông nội đang ngự trị ở vị trí tối cao pháp sư joe biden lại một lần nữa khiến cho cả thế giới kinh ngạc không ngớt nhiều bạn luôn hỏi tôi rằng tại sao chỉ nói về những bài phát biểu của tổng thống putin mà không nói tới những bài phát biểu của tổng thống hoa kỳ joe biden vậy thì hôm nay chúng ta cùng nghe một phân đoạn trong bài phát biểu của pháp thần joe biden để biết được rằng năng lực của ông ấy kinh thiên địa khiếp quỷ thần ra sao đây là một bài phát biểu trong hội thảo nói về sản xuất năng lượng sạch cũng như khoe thành tích về nhiệm kỳ của tổng thống joe biden đã làm việc hiệu quả ra sao cho những người dân mỹ ông ấy nói rằng kế hoạch của tôi bắt nguồn từ những gì chúng tôi luôn làm tốt nhất cho đất nước này đó là đầu tư vào mỹ đầu tư vào người dân mỹ bởi vì khi chúng ta đầu tư vào con người khi chúng ta củng cố từng lớp trung lưu chúng ta sẽ mạnh mẽ chúng ta thấy sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn cho tất cả những người dân mỹ không chỉ tầng lớp trung lưu mọi người đều phát triển nó là sự thật tôi sẽ nói điều này tôi đã có một thỏa thuận với đặng tiểu bình ở dãy himalaya và tôi cũng đã nói điều này với mọi nhà lãnh đạo thế giới chưa bao giờ chưa bao giờ là một ván cược tốt để đánh cược chống lại những người dân mỹ không bao giờ không bao giờ vâng trước những lời phát biểu này toàn thể những công dân có mặt hiện trường đã vỗ đau cả tay nhưng mà khoan có điều gì đó sai sai ở đây ông ấy nhắc lại về việc ông ấy đã có một thỏa thuận gặp gỡ với đặng tiểu bình trên dãy himalaya vâng đây chính là những lời nhắc lại của biden về bài phát biểu của ông ấy vào năm 2020 khi mà ông ấy tuyên bố rằng ông ấy đã đàm phán một hiệp định khí hậu Paris với cả Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên, Đặng Tiểu Bình mất năm 1997 và lần gặp gỡ gần đây nhất giữa Tổng thống Biden và Đặng Tiểu Bình là vào năm 1979, khi đó chẳng có cái thỏa thuận Paris về khí hậu nào cả. Bởi vì lúc đó Tổng thống Biden mới chỉ là một thượng nghị sĩ ấy thế mà Pháp Sư Joe Biden lại có thể khẳng định với chúng ta là ông ấy đã nói chuyện với cả đảng Tiểu Bình trên dãy Himalaya. Một là ông ấy nói dối, thứ hai là ông ấy có đôi mắt nhìn thấu hồng trần, có thể soi được âm dương vạn vật. Nếu điều này là sự thật thì Tổng thống Putin chắc chắn thua xa. Tổng thống Putin có giỏi đến mấy thì cũng chỉ là con người. Nhưng Tổng thống Joe Biden với con mắt âm dương, ông ấy có thể thao túng dương gian và chỉ huy âm giới. Đây là lý do mà tôi đặt cho ông ấy một pháp danh vô cùng tôn trọng, đó là Pháp Sư được rồi tôi đùa thôi có khả năng là tổng thống Joe Biden nhầm lẫn nặng tiểu bình với tập cận bình ông ấy muốn ám chỉ tới chủ tịch tập tuy nhiên ngay cả khi điều này là đúng thì cũng chưa bao giờ có câu chuyện chủ tịch tập ngồi với cả tổng thống Joe Biden trên dãy Himalaya dù có là chân núi tóm lại tôi chỉ muốn nói có vẻ như chúng ta đã đánh giá sai làm tổng thống của Hoa Kỳ cũng không nhạt như tổng thống của Nga thậm chí còn khó hơn bởi vì tổng thống của Hoa Kỳ không chỉ phải cai quản dân gian mà còn phải chỉ huy cả âm giới còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.